Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chia sẻ hôm nay sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. 1. 3 món canh là vua dưỡng gan giải độc, biết mà ăn sớm sống trường thọ. 2. Ăn rau này mắt mờ mấy cũng sáng rọi như đèn pha. 3. 10 loại rau giàu canxi hơn cả thịt bò, ăn thường xuyên cả đời không mắc bệnh xương khớp. Sau đây là nội dung đầu tiên. 3 món canh là vua dưỡng gan giải độc, biết mà ăn sớm sống trường thọ. Thưa quý vị, người xưa nói dưỡng gan như dưỡng mạng, đủ để thấy tầm quan trọng và vai trò của gan đối với sức khỏe tổng thể. Gan có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, được ví như cơ quan lọc thải độc tố của cơ thể ra bên ngoài. Không những vậy, gan còn có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa, giúp sản xuất dịch mật, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Khi gan xảy ra vấn đề, dù là nhỏ nhất, sức khỏe của chúng ta đều bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Để cơ thể luôn mạnh khỏe, việc trước tiên chúng ta cần làm là bảo vệ gan mỗi ngày. Đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng, gan rất dễ tích tụ độc tố, gây ra chuyển hóa kém và nhiều bệnh nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc giải độc, dưỡng gan và giúp gan hoạt động tốt hơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị 3 món canh đơn giản nhưng được đánh giá là vua dưỡng gan, giải độc, biết mà ăn sớm sẽ giúp gan khỏe, không bệnh tật và kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Vậy, đó là những loại canh nào, lợi ích của chúng đối với sức khỏe ra sao thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Loại canh số 1. Canh hến rau đay. Canh cua rau đay thì có lẽ không còn ai xa lạ. Nhưng canh hến kết hợp với rau đay thì không phải ai cũng biết. Vị ngọt của hến kết hợp với sự thanh mát của rau đay tạo nên một món canh đưa cơm và rất hợp với mùa hè nắng nóng. Chẳng những thế, đây còn là một món ăn giúp dưỡng gan, đồng thời thải độc gan vô cùng hiệu quả. Cụ Vàng Thị Mai, năm nay đã 84 tuổi ở Hà Giang, chia sẻ với chương trình rằng dù tuổi đã cao, kết quả khám sức khỏe, đặc biệt là gan của cụ luôn khiến các bác sĩ phải ngạc nhiên vì gan rất khỏe, rất đẹp và không hề có dấu hiệu nhiễm bệnh. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, cụ mãi ăn uống vẫn rất ngon miệng, chuyển hóa cũng rất tốt, da dẻ hồng hào, đáng ngưỡng mộ. Cụ cho biết tất cả là nhờ thói quen đều đặn 3 bữa mỗi tuần ăn canh hến rau đay nên gan của cụ lúc nào cũng khỏe và sức khỏe cũng dồi dào. Theo đông y, thịt hến tên là nghiễn nhục, vị mặn tính hàn, không độc, tác dụng mát gan, không tràn, bổ khí huyết. Hến còn có khả năng hấp thụ mạnh mẽ các chất độc hại trong cơ thể, nên rất thích hợp để thải độc và nuôi dưỡng gan. Trong 100g thịt hến có 12,77g protein, 13,9g chất sắt, 0,25mg đồng, nhiều vitamin B12, nhiều oxit omega 3, ít cholesterol nên thích hợp với cả những người bị thiếu máu và người bị bệnh tim mạch, đặc biệt còn có tác dụng chữa dị tinh. Trong khi đó, rau đay có vị cay, tính mát, không độc, thanh lọc cơ thể, có công dụng giải nhiệt nên cũng vô cùng thích hợp để thanh nhiệt cho gan trong ngày hè. Rau đay vốn có nhiều nước, lại có tính hàn cao nên rất tốt cho việc thanh lọc cơ thể, có tác dụng làm mát, trị các bệnh về nhiệt như nóng trong người, nhiệt miệng, chữa say nắng. Đặc biệt trong thời tiết nóng bức như hiện nay, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối, gây cảm giác chán ăn, khó ngủ. Thì canh hến rau đay là món ăn vô cùng thích hợp để tối ưu dinh dưỡng. Quý vị nên chọn hến tươi, mẩy, ngâm trong nước gạo cho nhả hết nhớt, sau đó luộc chín và xào săn. Cuối cùng thêm gia vị và nước đủ dùng, đun sôi rồi mới thả rau đay vào nấu chín. Mỗi tuần có thể ăn món canh này 3 lần. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai
Người bị bệnh thận, gút, tiêu hóa kém không nên ăn nhiều hén để tránh gây hại cho sức khỏe. Loại canh số 2, canh hoa thiên lý. Cách đây vài tháng, một người hàng xóm nhà tôi bị nóng trong người, thường xuyên bị nổi mề đay, mụn nhọt. Đi khám thì được các bác sĩ cho biết gan bị tích tụ nhiều độc tố, khó đào thải. Chức năng gan kém và có kê thuốc điều trị, nhưng uống ròng rã thời gian dài vẫn không đỡ. Sau đó được một dược sĩ mách cách ăn canh hoa thiên lý, giúp thanh lọc độc tố và dưỡng gan. Người hàng xóm nhà tôi làm theo thì thật bất ngờ, tình trạng mề đay, mụn nhọt đã thuyên giảm đi đáng kể. Theo đông y, hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình, thanh nhiệt, chống rôm sảy. Hoa thiên lý được xếp vào nhóm dược thực lưỡng dụng, vừa là thuốc, vừa là rau ăn. Món canh hoa thiên lý giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc hiệu quả. Chỉ cần duy trì ăn liền 2-3 bữa, quý vị có thể thấy ngay công hiệu mà món canh này mang lại cho sức khỏe. Ngoài ra, với những ai hay mất ngủ, thì canh hoa thiên lý cũng là lựa chọn lý tưởng để khắc phục tình trạng này. Đã nhiều năm nay, hoa thiên lý được sử dụng như một vị thuốc an thần tự nhiên với công dụng cải thiện giấc ngủ cực kỳ tốt để tăng vị ngon và độ ngọt tự nhiên của món canh hoa thiên lý. Quý vị có thể nấu cùng tôm và thịt lợn. Lưu ý cho ít hoặc không cho dầu mỡ để món ăn có thể phát huy tối đa công dụng đối với sức khỏe. Loại canh số 3, canh mướp nấu với tôm, thịt. Vào mùa hè, chúng ta dễ dàng tìm thấy mướp ở bất cứ đâu, từ chợ đến siêu thị. Nên quý vị đừng bỏ qua món canh thần dược giúp giải độc, dưỡng gan hiệu quả. Quả mướp có công dụng thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan. Kết hợp mướp nấu với thịt lợn hoặc tôm thì sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể chúng ta. Mướp cũng rất tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng vitamin A dồi dào. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ 900mg vitamin A có thể làm giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính, do đó làm giảm nguy cơ bệnh tim. Ngoài ra, vitamin B6 có trong mướp chịu trách nhiệm sản xuất hemoglobin trong máu, giúp vận chuyển oxy đến tất cả tế bào và máu. Nhờ đó sẽ ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu hiệu quả. Quý vị thân mến, mùa hè nóng bức, khó chịu, dễ khiến chúng ta chán ăn, ăn không điều độ. Vì vậy, một bát canh ngon, mát và đầy đủ dinh dưỡng như ba món canh chúng tôi đề cập ở trên là cách hữu hiệu giúp duy trì chế độ ăn, uống điều độ, tốt cho sức khỏe nói chung và gan nói riêng. Vì vậy, ngày hôm nay quý vị có thể thêm 3 món canh ở trên vào thực đơn hàng ngày của gia đình để không bỏ quý thần dược trời ban giúp dưỡng gan, kéo dài tuổi thọ. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung tiếp theo. Ăn rau này, mắt mờ mấy cũng sáng rọi như đèn pha. Quý vị thân mến, đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, vì thế luôn cần được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Đặc biệt ở lứa tuổi ngoại ngũ tuần, việc bổ sung những thực phẩm dinh dưỡng tốt cho mắt là cần thiết để giữ được đôi mắt sáng khỏe. Bác sĩ mắt có thể sử dụng những thực phẩm dưới đây để giúp đôi mắt luôn sáng, khỏe, giảm cơ mắc các chứng bệnh như bệnh đục thủy tinh thể, khô mắt mà người sau 50 tuổi thường hay gặp phải. Thứ nhất, rau bina và một số loại rau cải xanh. Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác như cải xoăn, các loại rau cải xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và oxanthin, rất tốt cho mắt. Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác. Cách ăn rau bina tốt nhất là uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng. Bông cải xanh chứa một lượng vitamin B2 dồi dào. Thiếu vitamin B2 có thể khiến mắt nhạy cảm với ánh sáng, có thể gây viêm, mờ mắt và mệt mỏi. Vitamin B2 cũng đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa đục thủy tinh thể hoặc trì hoãn đục thủy tinh thể do tuổi tác. Bông cải xanh
cũng chứa các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin và vitamin A rất cần thiết cho thị lực khỏe mạnh để có được lợi ích dinh dưỡng tối đa. Hãy ăn bông cải xanh sống, ví dụ như trộn salad hoặc xay sinh tố. Thứ hai, cà rốt. Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A ngăn ngừa mù đêm, giúp tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể. Cà rốt cũng chứa lutein, giúp tăng mật độ sắc tố trong võng mạc, tế bào hình bầu dục màu vàng gần trung tâm của võng mạc. Điều này giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Thứ ba, rau khoai lang. Rau khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho mắt. Vitamin A cải thiện thị lực và cũng ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Vitamin A cũng hạn chế tình trạng khô mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiễm khuẩn và virus. Rau khoai lang cũng rất giàu beta-carotene, kali và chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa, xương khớp của người cao tuổi. Thứ tư là quả ớt chuông. Tất cả các loại ớt xanh, đỏ, vàng, cam, thậm chí tím, nâu và đen đều rất tốt cho sức khỏe mắt. Ớt là một trong những nguồn giàu vitamin A và C. Vitamin A giúp duy trì thị lực, vitamin C bảo vệ mắt chống lại các bệnh đục thị tinh thể. Ngoài ra, ớt cũng rất giàu vitamin B6, lutein, zeaxanthin, beta-carotene và tất cả các chất dinh dưỡng này là cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể của mắt. Thứ năm, bơ. Bơ cũng rất tốt cho đôi mắt. Trong bơ chứa lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác liên quan đến tuổi tác. Chúng cũng chứa chất beta-carotene và B và vitamin B6, C và E cần thiết để thị lực tốt và để bảo vệ đôi mắt khỏi những tổn thương do oxy hóa dẫn đến suy giảm thị lực. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 10 loại rau giàu canxi hơn cả thịt bò, ăn thường xuyên cả đời không mắc bệnh xương khớp. Quý vị thân mến, nói đến những thực phẩm có hàm lượng canxi cao, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sữa tôm, thịt bò. Đúng, đây đều là những thực phẩm có hàm lượng canxi dồi dào. Nhưng một số người lại không ăn được những nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là người ăn chay, người muốn giảm cân, người bị dị ứng. Quý vị có thể yên tâm bổ sung thay thế bằng chính loại rau củ sau đây, bởi chúng cung cấp lượng canxi khổng lồ giúp bạn bảo vệ xương khớp cho cơ thể. 1. Rong biển khô. Rong biển khô là một trong những thực phẩm giàu canxi nhất. Trong 100g rong biển khô đã cung cấp 264mg canxi, rất có lợi cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, món ăn này còn giàu protein. Cứ 100g rong biển khô lại chứa 25-50g protein, chất lượng cao. Đặc biệt, chúng còn chứa taurin, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của bộ não và hệ thần kinh. Cách phổ biến nhất để ăn rong biển khô là nấu thành súp, đem lại hương vị đậm đà, dù cách chế biến đơn giản. Thứ hai, đậu nành. Đậu nành không chỉ giàu protein, axit amin mà còn là một loại rau có hàm lượng canxi cao. 100g đậu nành cung cấp 197mg canxi, giúp bạn phòng ngừa loãng xương, lại có thể giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là đẩy lùi sự lão hóa. Thứ ba, giá đỗ. Chỉ với 100g giá đỗ đã chứa tới 38g canxi. Ngoài ra, bên trong giá đỗ còn chứa một tập hợp các dưỡng chất quý giá cho sức khỏe như vitamin B2, B6, E, C, PP. Giá đỗ còn chứa hai hợp chất quan trọng trong công cuộc xây dựng hệ thống xương khớp chắc khỏe là phytoestrogen và isoflavone. Hai hợp chất này có tác dụng làm giảm tỷ lệ hao mòn xương, bảo vệ và ngăn ngừa thoái hóa xương. Đồng thời, nó còn có tác dụng kích thích sự hình thành nên tế bào tạo xương. Ngoài ra, ăn giá đỗ thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa kéo dài tuổi thọ.
Bạn có thể dùng giá đỗ để ăn sống, làm nộm, muối chua, nhúng lẩu, nấu canh đều rất ngon. Thứ tư, rau dền đỏ. Theo nghiên cứu, lượng canxi trong rau dền đỏ nhiều hơn cả sữa bò. Ngoài canxi ra, trong rau dền đỏ còn chứa lượng vitamin K dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ canxi được tốt hơn. Riêng với phụ nữ mang bầu, tích cực dùng rau dền sẽ giúp giảm được tình trạng thiếu máu, thiếu canxi cho cả mẹ và bé. Thứ năm, nấm hương. Với 100g nấm hương đã có đến 180mg canxi. Song song đó, nấm hương còn là một loại thực phẩm đa dinh dưỡng do chứa nhiều chất đạm, vitamin C, B, vitamin D, nhôm, sắt, magie đều là những dưỡng chất quan trọng giúp chống loãng xương và phát triển chiều cao. Chính vì vậy, nó được ví là vua của các loại rau khô nhờ những dưỡng chất có bên trong nó. Thứ sáu, bắp cải. Bắp cải là một nguyên liệu rất phổ biến và có giá thành rất rẻ, ít ai biết. Loại rau này có chứa hàm lượng canxi cao, ngang với sữa. 100g bắp cải cung cấp 97mg canxi. Bắp cải cũng là nguyên liệu thực phẩm đặc biệt giàu chất xơ, có lợi ích tích cực trong việc giảm táo bón. Bắp cải còn là thực phẩm bồi bổ và bảo vệ dạ dày, đặc biệt đối với những người có dạ dày không tốt thì nên ăn bắp cải thường xuyên. Lưu ý rằng, người bị bệnh tuyến giáp, bướu cổ không nên ăn bắp cải, do chúng có chứa chất goitrogen có thể làm tình trạng bệnh trầm trọng thêm. Thứ bảy, cải thìa. Có lẽ ít người biết, nhưng cải thìa là một loại rau giàu canxi không kém tôm hay cá. Bên trong 100g cải thìa lại có tới 105mg canxi. Chính vì vậy, chúng được các nhà nghiên cứu xếp vào danh sách những thực phẩm cung cấp canxi tốt nhất. Ngoài canxi thì cải thìa còn chứa sắt, kali, axit folic, beta-carotene, rất tốt cho cơ bắp và hệ thần kinh. Thứ 8, cần tây. Cần tây tuy là loại rau ít thông dụng trong gia đình Việt, tuy nhiên hàm lượng canxi bên trong nó lại rất cao. Cần tây chứa hàm lượng canxi, sắt, phốt pho gấp đôi so với các loại rau khác, nên chúng đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển xương, cũng như tăng khả năng tuần hoàn máu. Thứ 9, cải xoăn. Cải xoăn từ lâu đã là một loại rau cực kỳ tốt cho sức khỏe. Các loại rau có màu xanh đều rất giàu canxi, và tất nhiên là cải xoăn cũng không ngoại lệ. Một chén cải xoăn nấu chín chứa tới 245mg canxi. Nó còn được ví như cỗ máy xanh cung cấp canxi dồi dào cho cơ thể. 10. Rau chân vịt. Một chén rau chân vịt chứa gấp đôi lượng canxi bạn cần trong một ngày. Loại rau này, ngoài giàu canxi ra, nó còn chứa một lượng dưỡng chất khổng lồ mà phải kể đến là carotenoid neoxanthin, một chất có khả năng tiêu diệt các tế bào tiền ung thư, tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, trong rau chân vịt có chứa hợp chất oxalate kết hợp với canxi có thể gây sỏi thận nếu ăn quá nhiều. Bạn chỉ nên ăn loại rau này khoảng 3 đến 4 lần một tuần. Nhiều người có thói quen dùng các loại thuốc để bổ sung canxi mà không có kê đơn của bác sĩ. Không nên lạm dụng việc này vì dùng không đúng liều lượng có thể gây hại. Bổ sung canxi vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần bổ sung canxi một cách khoa học và hợp lý. Tốt nhất hãy tăng cường những loại thực phẩm chứa canxi tự nhiên trong các bữa ăn hàng ngày. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. 7 loại thực phẩm tống sạch độc tố gan, ăn tới đâu sạch gan tới đó. Gan là một bộ phận đặc biệt, quan trọng, có chức năng chuyển hóa chất thanh lọc độc tố cho cơ thể. Tuy nhiên, do phải hoạt động liên tục nên gan cũng là nơi tích tụ nhiều độc tố. Chính vì thế, thải độc gan là một hoạt động cần thiết để giữ cho lá gan sạch và cơ thể luôn khỏe mạnh. Sau đây là 7 loại thực phẩm bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong bếp giúp tống sạch độc tố gan. Cà rốt. Cà rốt rất nổi tiếng với công dụng tốt cho mắt. Tuy nhiên, ít người biết ăn cà rốt còn giúp thải độc gan và tăng cường chức năng gan cực kỳ hiệu quả. Trong cà rốt chứa nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin E, vitamin D.
Đồng thời cà rốt cũng rất giàu biotin, phốt pho, kali và magie. Cách tốt nhất để thải độc gan với cà rốt là uống nước ép cà rốt tươi cùng vài lát gừng và vài giọt nước chanh. Lượng cà rốt bạn nên sử dụng là 2 đến 3 củ mỗi ngày. Súp lơ xanh. Cây súp lơ xanh hay còn gọi là bông cải xanh, được gọi là thực phẩm vàng vì có nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe. Nổi bật phải kể đến công dụng thải độc gan, do trong thành phần của súp lơ xanh có chứa nhiều hợp chất enzyme thải độc gan và hiệu quả thải độc có thể kéo dài vài tuần sau khi ăn. Bạn nên thường xuyên bổ sung rau súp lơ xanh trong bữa ăn hàng ngày. Cà chua, loại quả dễ tìm với giá rẻ này chứa nhiều chất xơ nên thải độc cơ thể, đặc biệt là thải độc gan cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra cà chua cũng rất giàu vitamin C, vitamin E cùng các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hiệu quả thải độc gan. Trà xanh. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng trong trà xanh có nhiều catechin, một hợp chất giúp cải thiện chức năng gan và làm sạch gan hiệu quả. Tuy nhiên, không vì thế mà bạn uống trà xanh với lượng quá nhiều mỗi ngày, 1 đến 2 ly trà xanh. Mỗi ly khoảng 250 đến 300 ml là đủ mang tới những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Quả bơ. Bơ là loại quả đặc biệt vì có chứa nhiều dưỡng chất quý như vitamin K, vitamin B5, lycopene, kali. Đặc biệt phải kể đến các hợp chất làm tăng hàm lượng glutathione tự nhiên trong cơ thể. Từ đó loại bỏ các độc tố tích tụ trong gan. Quả bưởi. Bưởi rất giàu chất chống oxy hóa. Những chất oxy hóa này góp phần tích cực trong việc đẩy chất độc hại ra khỏi gan và làm sạch gan hiệu quả. Ngoài ra, bưởi cũng có chứa rất nhiều chất xơ và vitamin C giúp làm tăng đề kháng tự nhiên của cơ thể, cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và tránh xa bệnh tật. Quả chanh. Một loại quả quen thuộc và dễ tìm không ngờ tới có tác dụng thải độc gan chính là quả chanh. Quả chanh có hàm lượng vitamin C cao, là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể đào thải độc tố có trong gan, giữ lá gan luôn khỏe mạnh. Việc thải độc gan không khó và không tốn thời gian. Đơn giản chỉ cần bạn lưu ý đến việc lựa chọn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày là đã góp phần làm sạch lá gan và giữ gan luôn khỏe mạnh. Ngoài những thực phẩm nêu trên, bạn cũng nên duy trì thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá để giảm tải áp lực làm việc cho gan, tránh sinh ra bệnh tật về gan. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung trên cũng đã khép lại thời lượng chia sẻ hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.